Hải Núi Cấm xin chào các bạn. Mời các bạn theo chân Hải Núi Cấm tham quan một dòng chợ tầm biên. Hai bên bán đủ thứ. Chắc thái anh quá của bác vậy không? Anh cái trăm này. Anh sơ mi không anh? Anh ra muốn gì anh trai? Anh nhận được cho anh không? Có sơ mi của cái kia cái trăm ngàn. Đấy đi dạo một vòng hả? Không áo quần không anh ơi, bóp da được da vậy anh ơi. Da lên trăm ngàn đó hả? Nào cái lựa anh ơi. Đi dạo một vòng cái hả tính? Coi cô ơi. Kiểu nhưng mà nó có trắng đâu. Có phương nam gì coi đi chú ơi, ba cái 200 đó chú ơi. Không có hồi thái là giờ đi uống nốt mua dầu mà chú ơi. Còn sao tái thì sao bài. Không có cho cụ mừng cũng có hồi thái thì coi cho anh ơi. Người ta lo của họ bắt chạm thái trong mấy bà. Mang dạng đi. Đây, tiếp tục qua dãy bên đây dãy quần hả? Giờ này nay đâu vô đấy? Đây nè. Bên đây mùng mền. Rồi tới đây cơm nước. Dạ đâu? Mè Thái. Thái là chị, mè ngọt 50 ngàn ký gì đấy. Mè đi ăn. Mè ủ không ngon. Mè ủ không ngon. Mè đi chị. Chú mua gì mua đi chú. Mè đi cô, mè đường. Mắm cho cô ơi. Mắm cho cô đi con. Giống dầu mình mời. Mắm cho cô. 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 Mua đi cậu. Dạ. Có mè đẹp 50 ngàn ký rồi chị. Trời, heo thái đóng đóng như núi vậy ha. Mua đi chị ơi. Mắm lực, mắm chốt, mắm vàng, mắm tái nè. Có mua mắm gì mua đi. Thôi nhái bịch 100 ngàn thôi. Chị mắm nào các bạn chị ơi. Chị sẽ chạy đúng hết trang. Mắm con mình 10 ngàn một ký luôn rồi con. Mua mắm gì mua đi. Mắm thái chỉ có 90%. Thạch dừa bịch ký luôn 10 ngàn. Đây là bên ngoài. Đây, chợ Tịnh Biên vào mùa dịch này nói chung cũng không có đông mấy, khách du lịch cũng không có nhiều. Đây là con kênh Vĩnh Tế, cũng là ranh giới phân chia giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Bên đây bờ là Việt Nam, còn phía bên kia là nước bạn Campuchia. Trước kia, đây có một cây cầu sắt bắc ngang qua con kênh này. Bây giờ đã tháo dỡ và được đúc lại
bằng một cây cầu bê tông cốt thép, còn được gọi là cầu hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, đặt phía dưới kia.